Thì con nay sẽ chọn đời ôi tiếc anh.
vì họ là những người thân thuộc của con, họ chỉ mong được cha ta dành mãi cho con sự sống. Họ đã quên đi một tương lai buồn ám cho những mầm xanh cao dưới tận mây trời. Lỡ đời suốt kiếp còn những tiếng nhai thì ở dặn dường con xa thầy, xa đức Phật từ bi, con xin